Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy chủ trì buổi làm việc với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình trên địa bàn quận. Năm 2022, quận Bình Thủy được thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công là trên 153 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, Ủy ban Nhân dân quận phân bổ cho 42 công trình, trong đó có 10 công trình chuẩn bị đầu tư năm 2022, 2 công trình hoàn thành, 21 công trình chuyển tiếp, 9 công trình khởi công mới. Tính đến ngày 10 tháng 6, khối lượng hoàn thành các công trình là trên 48 tỷ đồng, giải ngân trên 67 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch. Bí thư Quận ủy Bình Thủy Trần Quốc Vũ yêu cầu các đơn vị làm chủ đầu tư, làm việc với đơn vị thi công, tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các công trình, xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa ra những khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý. Trong quá trình triển khai, không lấy lý do những khó khăn vướng mắc để giải thích cho việc chậm tiến độ. Các đơn vị liên quan cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đến hết năm 2022, toàn quận sẽ giải ngân hết vốn đầu tư công được giao theo kế hoạch.